Bàn làm việc màu nâu, cây tay màu nâu, túi màu nâu, đến cả à mà thôi. Nhưng mà tìm một con bàn phím màu nâu lại hơi khoai. Ô, có keycap màu nâu này, lấy nó ngay thôi. Có keycap rồi, hay là mình mod luôn một con bàn phím nhỉ? Được rồi, đi thôi. Ngân sách để tạo ra con phím này chỉ hơn 1 triệu mà thôi. Mình sẽ dùng bộ kit của FL eSport. Em này chỉ hơn 900 mà vô cùng chất lượng. Mình sẽ tận dụng luôn miếng xốp mỏng này để lót cho em nó. Đặt lại các lớp của em nó về vị trí cũ, rồi lót thêm một tấm phong mỏng ở dưới đáy. Xong rồi thì đóng em nó lại thôi. Hình như vẫn thiếu thiếu cái gì đấy. À, switch. Phải làm ngay một bộ switch Brown Chocolate của Hydra cho nó đồng bộ. Em này chỉ có 250 mà được tận 50 cái switch. Phải làm ngay hai bộ cho nó chắc cốp. Để có một trải nghiệm mượt mà sướng hơn thì mình sẽ loop luôn mấy em switch này. Tách các em nó ra và nghịch thôi. Chúng ta có thể tận dụng luôn tất cả các thứ có trong cái hộp switch này. Tách riêng các em nó ra từng bộ phận. Và bôi trơn nào. Quét. Lau. Thả. Lại quét. Quét. Lại thả. Lắp lại là xong. Ta-da! Khi tiếp tục thăm ngàn trong khoảng 2-3 ngày gì đấy. Hơi mất thời gian, nhưng thành quả nhận lại thì ôi rồi ôi, phê. Làm tí sao test sau khi bôi trơn em nó nào. Chỉ với hơn một củ, anh em đã có ngay một con phím sang xịn mịn, đúng theo sở thích. Còn chần chừ gì nữa mà không thử ngay.